để cho làm được cái quay lại cái file cấu hình á, để làm được cái chuyện này á, thì thằng Gboard 7 nó có một cái nó hơi ấy, là hơi khó hơn mấy khác. Nếu mà so với Gboard 5 hoặc một số cái, nếu mà người có đọc trên mạng một số cấu hình là resort với Gboard á, thì những đời Gboard trước á, nó có cấu hình cái resort nó khác cái Gboard 7. Gboard 7 nó cấu hình này hơi khác ha. Đầu tiên là cái tên này. Cái tên này thì đặt theo cái cú pháp này ha. Cái tên này đặt gì cũng được, A, B, C, X, Y, Z gì cũng được. Cái này cũng vậy. Cái này mà đặt cái tên gì thì tương ứng trong file persistent mình móc cái tên đó mình bỏ vô. Nó vậy thôi. Đây, móc nó bỏ vô đây. Không có gì ha. Nhưng còn một cái là driver. Cái driver này mặc định Gboard 7 khi mà mọi người download về nó sẽ không có sẵn cái driver mà dành cho MySQL, nó không có sẵn. Thì mình phải khai báo driver cho nó. Thì cách mình khai báo driver là sao? Cách mình khai báo driver á, là đầu tiên mình phải cấu hình driver cho thằng Gboard. Mình vào thư mục Gboard ha, nó có cái module, mình tạo cái thư mục com MySQL main, rồi tạo cái file module.xml. Module.xml tạo theo cú pháp này, resource path trỏ vô cái file nào, trong đây có hai cái file, file này dư bỏ ha. Khi bỏ này thì Gboard nó mới hiểu đâu ha, Gboard nó mới hiểu là MySQL đó là sử dụng cái thư viện nào. Giống như nếu mình không có này vô thì khi gọi lên nó sẽ báo là thư viện last not found hay gì đó, không có biết. Thì thằng Gboard 5 này ở Gboard 7 là nó phải cấu hình kiểu này, nó khác lại cái mấy cái bữa trước đó, mình chỉ cần copy cái thư viện này đúng không, cái này là connector này, mình bỏ vô trong cái project là xong. Cái này phải cấu hình vậy. Sau đó mình phải vào trong cái file standalone này nè, mình tìm đến cái thẻ driver. Mình khai báo cái thẻ là name bằng MySQL module.com.mysql. Sau đó mình mới được sử dụng cái vụ nãy, mình mới thêm cái dòng này được không ạ? Mình mới thêm dòng này. Thì đây là một cách để cấu hình driver cho hệ quản trị MySQL. Hiện tại trong cái module này mặc định của nó sẽ có H2 database, nó chưa có MySQL Server, chưa có Oracle, những hệ quản trị khác. Nếu anh muốn thêm kết nối đến hệ quản trị khác á, thì mình thêm vào giống vậy theo cú pháp vậy. Ok, hiểu không? Thì cái này thì theo quy tắc của nó thôi, làm tôi không giải thích nhiều. Tạo thư mục vào trong module, tạo là com MySQL main tương ứng như này, com MySQL đó, slot main vậy thôi. Trong quá trình vài bữa trong quá trình thi thì mình không có thi cấu hình, nên cái phần Gboard server này tôi sẽ cung cấp, nghĩa là tôi sẽ cấu hình sẵn driver cho mọi người. Nhiệm vụ của mọi người là phải cấu hình lại cái kết nối, là phải vào trong đây chỉnh cái kết nối cho phù hợp, tạo kết nối cho phù hợp, tạo ở đây thôi được mà. Nhưng mà người cũng nên biết nữa, về nhà mình tự làm á thì mình phải làm như thế nào. Nếu mà mình làm sai thì mở cái video clip này lên coi lại cách để cấu hình. Tới tôi sẽ gửi luôn cho mọi người cái thư mục này, cái thư mục này.